Chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại kênh mua bán ô tô của Vũ Duy Ô Tô. Một chiếc xe đúng tiêu chí lằng nhằng và khủ khoảm. Vâng, trước mặt quý vị các bạn đang là một chiếc xe Mercedes giá tiền rẻ như cho luôn. Một chiếc xe giá tiền tỷ nhưng giờ bây giờ tại Vũ Duy Ô Tô chỉ dành cho các bác sưu tầm thôi nhé các bác nhá. Những ai yêu thích chiếc xe mẹt, những ai yêu thích những chiếc xe đẳng cấp trời Âu thì vây. Một chiếc xe thương hiệu đến từ Đức Quốc xã. Vâng, Mercedes bản C240. Một dòng xe rất là sung sướng luôn. Ngồi lên con này thì đảm bảo các bác không chê được cái gì. Đầm chắc, sung sướng, điều hòa mát lạnh, hệ thống an toàn hàng đầu, hệ thống âm thanh loa Harman Kardon. Vâng, túi khí an toàn và được tích hợp ghế chỉnh điện hiện đại với vô lăng tích hợp và cruise control. Một chiếc xe số tự động mà giá, nói thật các bác, đúng là nghe rẻ giật mình luôn. Nhưng giá rẻ bao nhiêu thì cuối video em sẽ nói. Các bác nào muốn nghe giá thì các bác tua đến phút thứ 11 phút 50 thì em sẽ báo giá tại đúng phút 11:50 cho các bác. Một chiếc xe mang biển số Hà Nội 29U1177. Vâng, đây là biển số thủ đô Hà Nội các bác nhá. Con này thì các bác đi khắp cả nước luôn, cũng không phải lo lắng chuyện sang tên bấm biển luôn, rẻ vô cùng luôn. Các bác thích sang tên bấm biển gì, cực kỳ đơn giản cho các bác. Chiếc xe này đăng kiểm đến tháng 5 năm 2022 và lăn bánh thì hiện nay là lăn bánh được nhô khoảng tầm gần 20 vạn. Nhưng mà cái dòng này thì nói thật các bác có đi đến 100 vạn vẫn ok. Vâng, xe này đi lành bền vô đối luôn nhá. Và các bác hỏi là đồ nó thay thế có đắt không thì thực tế là cái dòng này thì nó nhỉnh hơn một chút. Nhưng cái vấn đề là các bác bảo dưỡng định kỳ đó thì các bác đi xe này nói thật các bác sướng thôi rồi. Và con này thì nó dành cho những người biết hưởng thụ ạ. Vâng, tiền ít nhưng biết hưởng thụ. Chứ còn mấy bác mà cứ bảo là đi so Molini 10 thì em bỏ qua nha các bác nhá. Em xin lỗi các bác là thực sự là nên bỏ qua. Vì các bác khi mà đã đi những cái dòng xe sang đẳng cấp tiền tỷ như thế này rồi thì chắc chắn các bác cũng phải tiêu như tiền tỷ. Nhưng với chiếc xe này bây giờ các bác đi giá rẻ vô cùng luôn. Và xe thì đảm bảo cho các bác là không có đâm đụng tai nạn. Đấy các bác nhìn ngay cái lượn cái sườn xe đấy ạ. Nó bóng đến mức độ soi gương được luôn. Em hỏi thật các bác chứ kiếm đâu ra được con xe ngon như xe em đâu. Đây các bác nhìn này. Đấy nó bóng đều luôn nhá. Không hề có lượn sóng trừ những cái chỗ gồ theo cái thiết kế. Còn đâu là không hề lượn sóng luôn. Sơn xi tôn vỏ đều. Đấy, xe thì đẹp, máy gầm đại chất luôn. Logo còn nguyên này. Đấy. Và chiếc xe có cả tích hợp cam lùi nhé các bác nhá. Tích hợp cam lùi đầy đủ cho các bác luôn. Một chiếc xe bản C240. Vâng, bản C, dòng mẹc C là một mẹc gọi là dòng mẹc ban đầu thôi ạ. Con này thì nó hơn mẹc C180. Và đây là một dòng xe đẳng cấp luôn. Với cái thân dáng của nó chỉ là một cái xe phân khúc hạng C thôi, chứ không phải là phân khúc hạng D. Nhưng mà được tích hợp cực kỳ nhiều chức năng an toàn luôn trên chiếc xe này. Túi khí còn nguyên, xe thì đẹp, gầm bệ thì nói thật các bác sáng choang luôn. Tầm này bắt đầu tối tối rồi, thời tiết chỗ kia ánh mặt trời đã hạ xuống rồi. Đấy, thì là em sẽ quay ngay gầm cho các bác. Vâng, gầm để cho các bác xem xe nó chất như nào. Còn đâu là các bác có thể là các bác xem kỹ hơn một chút thì các bác xem đến cuối video. Đấy, gầm nó đẹp như này mà. Em không cần phải trình bày câu thứ hai, nhưng mà gầm bệ của chiếc xe này thì nói thực sự là đẹp luôn. Vâng, người ta bảo rồi, tiền nào của đấy, nhưng ở đây tiền ít nhưng mà ta lại được xe rất là thơm. Đấy, các bác nhìn này. Đấy, gầm rất đẹp luôn nhá. Không hề có lỗi lầm, bao cam kết cho các bác không có đâm đụng tai nạn, không ngập nước, máy chạy cực lành luôn. Và đây các bác nhìn này. Đăng kiểm còn dài. Đấy, đăng kiểm dài miên man luôn cho các bác. Lốp thì lại mới nhá, lốp mới luôn. Lốp này thì nói thật các bác là theo năm lốp thì nó già rồi, nhưng mà đời lốp cái rãnh lốp ạ, nó còn mới này. Đây các bác nhìn này, rãnh lốp vẫn còn rất là đẹp luôn nhá, dày dặn luôn. Đấy, nghĩa người ta ít đi đấy ạ. Vâng. Phanh đĩa 4 bánh. ABS an toàn. Và đặc biệt, hệ thống đèn của chiếc xe. Con này thì sử dụng đèn bầu dục và đèn kép nha các bác nhá. Chứ những cái đời trước nó sử dụng đèn đơn. Một chiếc xe 2003 được thiết kế rất là đẹp luột là luôn. Có cả phần phun nước rửa mưa đấy, phun rửa đèn đấy, tự động. Thế nhưng mà nói thật các bác là cái chức năng này em chưa sờ đến vì con này vừa về không. Vâng, hệ thống đèn pha projector siêu sáng. Đèn này thì các bác về có thể lắp thêm led. Nhưng mà cái này là thiết kế của 2003 nhá, nó chưa ra thế hệ đèn led.
Về cái thiết kế như vậy nên là nếu mà bác nào thích lắp thì các bác có thể lắp thêm bóng led cũng được, hoặc là thay cái bộ này là ok luôn. Vâng, nhưng mà nói chung là cái thiết kế này của xe là cũng đẳng cấp rồi, chẳng kiếm đâu ra được cái đời đẹp như thế này mà thiết kế nó lại nổi trội nhá. Mặt cắt lăng các bác nhìn ạ, 5 cái nẹp ngang mặt cắt lăng trông rất là sang trọng lịch lãm luôn nhá, và logo Mercedes của nó vẫn còn nguyên đấy. Logo Mercedes là một cái logo đẳng cấp rồi. Nói thật các bác đến người ta đi hỏi đâu bác đi xe gì, em đi xe Mercedes. Ui ôi, đẳng cấp thì thôi rồi, còn chả chê. Còn nhiều bác cứ bảo úi giời ơi, cái loại này giờ về các bác bỏ tiền ra tu sửa nhiều. Đó, các bác con này đi không phải sửa gì. Xe đẹp, máy gầm đại chất luôn, tí em nổ về em lượn lờ cho các bác để các bác xem nhá. Nhiều bác thì nói thật các bác đa nghi quá, thành ra cuối cùng thiệt thân cho các bác thôi. À, tiền nào của đấy. Và bên em thì chuyên bán dòng lằng nhằng khu khoăm rồi. Những ai mà hay xem kênh của em thì các bác cũng biết, chẳng cần phải nói đâu xa. Con này thì cảm biến phía đằng trước cũng có, tuy nhiên là chỗ này là rụng mất một cái cảm biến rồi. Thế còn hệ thống đèn gầm của nó như nguyên bản này thôi. Đấy, xe thì đẹp, không có lỗi lầm, đảm bảo cho các bác là không biết đâm va là gì. Đấy, các bác chỉ nhìn cái nan của cái phần làm mát đấy kìa. Đấy, các bác chỉ nhìn cái nan trong ấy, thì các bác sẽ hiểu là người ta đi ít như thế nào, người ta giữ gì như thế nào. Nan nó vẫn còn thẳng căng luôn nhá, tất cả các chi tiết phía bên trong ấy, đấy các bác chỉ nhìn thế là các bác biết thôi, chứ còn chẳng cần phải báo cáo đâu xa. Thế còn cái này thì nó quẹt một tí này, cái này là quẹt xước sát nhá. Đấy, trình độ lái nó ăn kém ở chủ cũ đó. Thế nhưng mà cái này bình thường, không vấn đề gì. Em đánh bóng xì tút cho các bác luôn. Đấy, xe nó về vừa về xong chả làm gì, nhưng mà đấy vết thương chiến tranh vẫn còn nguyên. Cái này thì bình thường thôi, sẽ xì tút cho các bác để làm sao cho nó thực sự đẹp khi mà các bác mua về. Một chiếc lốp bên này sử dụng lốp 255, bản rất là to. Đấy, khả năng bám đường rất tốt nhá. Và các bác biết tại sao mà cái dòng này lốp nó phải to mà dày này không ạ? Vâng, dày là vì để cho cái độ ồn giảm tốt nhất, chứ không hề mỏng nhá. Những cái dòng lốp mỏng bao giờ nó cũng sẽ kêu rất là to khi mà đi đường, tiếng lốp ấy ạ. Thế nhưng mà độ dày như thế này thì có một cái độ chìm, gọi là độ bồng bềnh ạ, nó làm cho giảm chấn cái xe khi mà đi vào những chỗ cua sóc hay là gì, thì xe nó đảm bảo cho các bác cái độ êm ái nhất định. Vành la răng của xe là vành la răng của hãng, tuy nhiên là cũng có một số chỗ nó xì như thế kia kìa, nó xỉn xỉn, cái đấy bình thường các bác nhá, không vấn đề gì. Vâng, xe cũ không tránh được, chứ không thể bảo đẹp như xe mới nó bóng sáng luôn. Đấy, cái đấy là chuyện bình thường. Bên này anh thấy này, nhưng mà bên này thì la răng đẹp hơn. Đấy, cái này chuyện đấy, chuyện muôn thuở của cái dòng la răng nhôm. À, la răng nhôm này nó đẳng cấp rồi, chứ nó không phải là dạng như bây giờ toàn thép phay. Đấy, và cái này là lốp 2013 đấy các bạn. Đời nó sâu quá như vậy rồi, gần chục năm rồi. Thế nhưng mà lốp nó nhìn này, các bác nhìn nó vẫn còn đẹp này. Đấy, người ta đi như thế này là người ta đi cũng gọi là ít chứ không hề nhiều. Chứ còn đấy, lốp 13 là giờ vẫn đi. Phanh đĩa nhá, bốn bánh đều sử dụng phanh đĩa và ABS có an toàn. Và các bác nhìn cua lốp này, cua lốp bằng nỉ luôn. Đấy, cua lốp này bằng nỉ luôn, không cần phải trình bày câu thứ hai, nỉ rất đẹp và sạch sẽ, không cần nói nhiều. Vâng, độ chống ồn nó liên quan đến cái cua lốp ấy ạ. Vâng, cua lốp ấy bằng nỉ thì khi mà bắn đá lên thì nó sẽ không gây tiếng ồn. Nói chung là dòng này thì thích hợp với những bác nào khó tính ạ. Các bác khó tính đi những con này thì nói thật các bác chẳng chê được gì. Đấy, cửa thì rất dày luôn, dày vô cùng. Dòng xe của Đức nhá các bác, nó đẹp này, đây các bác nhìn này, nó bóng lên mức độ các bác nhìn này là các bác hiểu là chất xe rồi. Em không cần phải trình bày nhiều. Vâng, cái này nói thật các bác là nhiều nhiều xe, những cái phần này nó lượn đến đây, nhưng mà đây nó thẳng căng này mà. Đấy, nó bóng sáng luôn. Đấy, soi gương được mà. Vâng, độ bóng rất cao, xe đẹp. Keo chỉ thì zin cả xe nhá, bao cam kết cho bác là không có đâm đụng, nên là cái việc keo chỉ thì em không phải trình bày nhá các bác nhá. Keo chỉ đẹp rồi. Đấy, và cái chống ồn của nó này, con này thì thua mỗi cái dòng đời cao hơn thôi, vì cái những cái gioăng cao su này nó chống ồn đã tốt rồi, nhưng mà những cái dòng đời cao nó còn lót thêm nỉ ở những cái chỗ này nữa, dẫn đến là những cái chức năng chống ồn của nó xe đấy ạ. Thì những cái dòng này nó không được chống ồn tốt, nhưng mà tôn nó dày và cái độ khít của các cái chi tiết đây được ép bằng những cái phần nỉ này. Đây này, đây các bác này, những cái này này, đấy, những cái này nó rất dày. Thế nên là khi mà chống ồn cái dòng này thì nó đi nó êm lắm. Vâng, và cái này thì đinh hàn còn nguyên dọc cột nhá, dọc cột còn nguyên luôn. Bao cam kết đã bảo rồi, bao cam kết cho các bác là không có đâm đụng tai nạn rồi.
và keo chỉ còn zin. Đấy, thế còn đây này, tem của nó còn nguyên nhá. Đây là tem hãng này, tem hãng còn nguyên. Đấy, bản lề ốc còn nguyên này, sơn zin nhá. Đây là sơn zin này, chưa tháo ốc lần nào luôn này. Đấy, các bác nhìn ạ. Vâng, còn chỗ này thì có chỉnh chuột này, cái này bình thường đấy nhá. Vâng, xe đời cũ rồi. Đấy, bây giờ là nói cho các bác tính ra 20 năm rồi. À, không thể tránh được. Đây các bác nhìn này, các cái phần da của nó cũng đã theo năm tháng rồi. Nhưng mà đến mình thôi, người có tuổi thì da nó phải già. Thế nhưng mà đây là da zin. Da zin đấy các bác nhá, không phải là da làm lại, da zin nguyên bản của hãng luôn. Đấy. Và đây, phần ốp bọc vô lăng này. Cái này là ốp vô lăng bằng gỗ nha, vân gỗ này, thì cái này cũng là nguyên bản của hãng này. Đấy, vô lăng 4 chấu này, tích hợp túi khí an toàn. Còi thì con này còi rất là to, nhưng mà tắt điện đi rồi thì nó sẽ không có còi. Cái này là một cái chức năng cũng rất là cẩn thận. Và đặc biệt là con này thì được tích hợp rất nhiều các cái chức năng hiện đại. Ví dụ này, ghế nhớ 3 vị trí chỉnh điện đây. Em kiểm tra cho nó có chỉnh được điện không nhá. Ai chà. À có xuống này. Đây em chỉnh nhá. Đấy, ghế chỉnh điện đàng hoàng nha con nhá. Có nhớ, đấy, rất là hiện đại luôn. Nhớ nhấc đầy đủ. À, tapi này, da này, đẹp chưa các bác? Vâng. Nói chung là tiền nào của đấy nhá, nhưng con này nói các bác, đấy, túi khí này, còn nguyên này. Con này giá nó chỉ hơn 100 vâng. Còn lâu đến 200 triệu, rẻ như trò luôn. Rẻ như xe máy luôn ạ. Vâng. Thế còn đây, các bác nhìn này. Kính chỉnh điện này. Đấy, kính chỉnh điện 4 cánh luôn nhá. Em sẽ mở khóa điện ra. À, con này thì sử dụng khóa chìa. Đấy, vừa về xong. Nói chung là với cái tầm tiền này thì nói thật các bác mua được nhiều xe lắm. Thế nhưng mà để mua được con mẹc thì hơi khó. Đấy, kính điện này hoạt động ok. Tất cả các chức năng của nó đây hoạt động bình thường nhé. Đấy, các bác thấy chưa? À, điều hòa lại còn auto nữa cơ các bác. Vâng, điều hòa auto luôn. Đấy, và hiện đại với điều hòa hai vùng riêng biệt nhá. Điều chỉnh auto. Đấy, rất chất luôn, chắc chắn. Đó. Và đây các bác này, tapi này, tapi của xe này. Đấy, sạch sẽ vô cùng luôn. Và các bác có nhìn thấy cái này không? Cái này là bác chủ cũ ấy ạ. Bác ấy là một người cũng rất cẩn thận. Bác ấy chế hẳn thế này ra, có một cái bình cắm xuống dưới. À, cái này là em vừa phát hiện rồi, không biết là nó cắm đi đâu. Thế nhưng mà cái là, cái này là để xịt nước rửa tay an toàn. Đấy, cũng là một cái rất là cẩn thận của bác chủ. Đấy, túi khí an toàn các thứ có nguyên nhá. Và hộc đồ này, tiện lợi sạch sẽ luôn. Đấy, chân con này nỉ thì các bác nhìn này. Đấy, chân vải ạ, chứ không phải chân nỉ ạ. Và đây các bác nhìn nhá, nó đẹp như này. Chân vải rất là đẹp, sạch sẽ. Đấy, nói chung là tầm loanh quanh khoảng tầm 150 ạ, thì nhiều mẫu xe lắm. Nhưng mà để một con xe đẳng cấp mà đời cao này thì hơi khó. Đấy, các bác nhìn ạ. Vâng, ghế các thứ của nó, đồ nó còn nguyên. Cái tầm này nó bắt đầu tối rồi nên em không quay nhanh nữa. Thực sự các bác là không nhanh tay quay ạ, thì là tự dưng là ảnh video nó tối thì cũng rất là mang tiếng. Đấy, các cái chức năng cơ bản của xe thì nói chung là loằng ngoằng thì cũng chạy được. Còn các cái đầu nhạc nhẽo này là có hết nhé các bác nhá. À, cái đầu nhạc có này. Và đồng hồ hiển thị thì cái dòng này thì nó bao giờ là nó cũng có rất nhiều cái hiển thị an toàn cho các bác ở đây. Đấy, đầu MP5 đàng hoàng. À, xem mà có cái chức năng gì khác không? Có điều khiển này, khiển phím này. Đấy, em sẽ thử cái cam lùi này. Ai chà, cam lùi đấy các bác. Đấy, úi giời. Cam lùi nhá, rất là hiện đại luôn. Thế mới xịn sò. Cái khoang hàng đằng sau cũng là một cái khoang, à cái khoang ghế đó, ghế đằng sau này cũng là một cái điểm đặc biệt của cái dòng Mẹc. Đó là cái ghế đều sử dụng ghế cao cấp, và cái dòng này thì chuyên dành cho những người có tiền. Nên là cái đằng sau này người ta thiết kế rất là đặc, rộng rãi và thoáng đãng luôn. Da ngồi rất là sướng nhá, sờ nó rất là mềm. Đấy, và cái khoảng để chân thì thoải mái cho các bác. Đấy. Và cái con này thì nó dẫn động cầu sau các bác nhá. Có nghĩa là nó sẽ tua dẫn động cầu sau, bánh sau chạy này, chứ không phải bánh trước. Nên là cái dòng này nó chạy rất là lành và khỏe luôn, chứ nó không chìm chậm xe. Và các bác leo đồi leo núi ở những ai ở vùng cao ấy, các bác đi những cái con xe này nói là các bác không phải lo như kiểu những mấy con xe bây giờ dẫn động cầu trước khi mà đi đường dốc là hay bị trôi tụt. Đấy, cái đấy cũng là một cái đặc điểm. Còn keo chỉ zin nhá, em không cần trình bày cái riêng cái cánh ấy, không cần trình bày luôn, keo chỉ zin. Cốp đằng sau thì khá là rộng này các bác này. Đấy, rộng rãi vô cùng luôn, để nhiều đồ. Hỏi nó lốp sơ cua hay không thì con này lốp sơ cua còn nguyên.
Đấy, lốp sơ cua, rồi đồ kích lốp của xe thì còn nguyên này. Đấy, kích lốp này. Cái dòng mẹc thì kích lốp nó trông rất là củ chuối nhá. Nó không hiện trông nó không thông dụng như những cái dòng xe bình thường. Nhưng mà đấy là kích lốp của hãng ạ. Vâng. Kích lốp hãng. Và đây các bác nhìn này. Đấy, tất cả các cái phần sắt xiếc ở đằng sau của nó vẫn còn đẹp như này. Xe này thì đảm bảo cho các bác là cứ không có đâm đụng nên là các bác yên tâm. Vâng, keo chỉ không mất một phân ly nào. Đấy, các bác nhìn ạ. Vâng, keo chỉ không hề mất một phân ly nào luôn nhá. Keo chỉ rất là đẹp luôn. Xe đẹp, sạch sẽ. Đấy, cam lùi đầy đủ. Đấy, biển số Hà Nội luôn. 29U1177 cũng là một cái biển VIP ạ. Vâng, hàng VIP luôn. Có cảm biến lùi cho các bác này. Đấy, cảm biến lùi đằng sau. Đấy, các bác rất là an toàn khi các bác đi những chiếc xe như thế này. Vâng, xe sang lại còn an toàn, lại còn đẳng cấp, mà giá thì nó chỉ có 148 triệu đồng thôi. Đấy, nhiều bác bảo không tin, nói thật các bác chứ rẻ quá, em báo ra cũng ngại vì em mua con này cũng được. Mua giá thì nó loanh quanh ở tầm khoảng hơn 130 một chút thôi. Nhưng mà thôi, mình bán với cái giá 148 triệu đồng, bỏ ra một cái số tiền 100 triệu thì hỏi thật các bác đi buôn thì ít ra thì cũng phải kiếm được khoảng tầm 10% hoặc là 15%, chứ bây giờ đi buôn làm gì đến cái mức độ lãi đến gớm ghê như vậy. Vâng, đấy, thì em cũng báo vậy thôi. Xe thì đẹp, giá thì nó cũng mềm, 148 triệu đồng con xe này. Đấy, thế nên là bác nào mà quan tâm đến giờ phút này thì bác cho em xin một nút like. Em Vũ Duy Ô Tô là chuyên bán những cái dòng xe như này nha các bác nhá. Thế nên là các bác nào mà có xe thì các bác cứ ngắm nghía, thì các bác cứ vào kênh của em đăng ký, thi thoảng về liên tục luôn. Đấy, nhưng mà những chiếc xe chất, đấy, một con xe ngon như thế này, giá rẻ bất ngờ luôn như thế này, tội gì không mua ở các bác. Vâng, đấy, máy gầm đại chất, xe thì sạch sẽ xịn xò, đi về đằng này. Vâng, em là cứ quen tật là có sao thì mình chơi vậy, quay nó chuẩn chỉ thôi cho các bác thì cũng dễ bán thôi. Vâng, những cái dòng xe này cực kỳ dễ bán luôn các bác, nó đẹp như thế này mà. Đó, các bác hàng hiếm kiếm đầu ra bây giờ. Rồi, bây giờ thì em sẽ vào đề nổ con này nhá. Con này đề phát nổ ngay, ắc quy khỏe phết. Vâng. Các bác nhìn bàn đạp để chân này. Nhiều bác cứ hỏi cái bàn đạp để chân này. Đấy, nó còn mới như này mà. Bàn phanh nhá. Vâng, em sẽ đề nổ chiếc xe này cho các bác. Ai chà, lên ngay mới sợ nhỉ. Ắc quy rất khỏe. Và các bác có để ý à, cái con này cái nãy của nó mất rồi. Thế là bác chủ cũ chơi chế hẳn vào cái này, nổi bật dã man. Kéo gái phanh. Bật đèn nhá, con này bật đèn pha này. Đấy, bật đèn pha thì sẽ sử dụng đèn hệ thống đèn chiếu sáng, em bật này thôi, có chế độ tự động cho các bác. Rồi gương kính cục xe điện hết, có đầy đủ luôn. Gạt mưa không biết là có chạy hay không nhưng chắc là không chạy rồi. Đời này mà còn chạy nữa thì đúng là con xe này phải nói quá xịn. Cái kính cục xe là có chạy các bác. Và còn gạt mưa thì chắc chắn là không thấy ấy. Phun nước rửa kính ạ. Nhầm, gạt mưa thì đây. Gạt mưa thì kiểm tra luôn cái chức năng của nó đây. Đấy, gạt bình thường các bác nhá. Gạt bình thường. Còn cruise control ga tự động có này. Đây này. Con này có cruise control, hoạt động bình thường các bác. Vâng. Còn đèn xenon siêu sáng. Vâng, vẫn còn hoạt động bình thường. Thế là hóa ra là quả lúc nãy em nói là sai à. Sáng như này thì các bác về không cần phải bổ sung luôn. Đấy, đèn rất sáng nhá. Đèn tầm này mà đã sáng như thế này rồi thì tí nữa tầm đêm thì làm sao phải lo. Ui giời. Ai chà. Khoang máy của chiếc xe, một chiếc xe thì bao giờ cái trái tim của nó cũng là cái khoang máy. Máy cực êm luôn. Vâng. Đầu tiên các bác hãy nhìn cái phần này này. Đây các bác nhìn này. Các cái chi tiết rằng đầu ngang này. Đấy. Nó còn nét sắc như này. Đây em quay chậm và quay kỹ cho các bác luôn này. Đấy. Khi mà những cái chi tiết như thế này mà nó rõ nét như thế này thì chứng tỏ rằng là xe nó là không có đâm đụng. Đấy, các bác chỉ nhìn như này các bác biết này. Cái thứ hai là những cái con xe bình thường nhá, là hai cái ống hút khí vào này nó không bao giờ có. Đấy. Thì là cái này cũng là cái đồ zin của nó luôn. Máy rất là ngon, êm. Đấy. Và đầu này, đầu trước này, răng trước này. Đấy. Xe nó cũ rồi nên là cái khoang máy là chưa có rửa dọn gì đâu các bác nhá. Keo chỉ còn zin luôn. Đấy. Keo chỉ còn zin nguyên. Đấy. Vâng, xe cũ thì không tránh được những cái này. Đấy. Và các bác có thể nhìn này, đấy, xe rất là cứng cáp luôn. Máy chạy rất là êm. Và dòng này thì nó lành bền vô đối luôn. Giá tiền thì nói là các bác chưa giờ rẻ như choa luôn. Những chiếc xe này bây giờ mua về thì nó cũng chỉ có 150 ấy. Nhưng mà ở chỗ khác chắc chắn đảm bảo các bác là con này bán sẽ phải gần 200. Nhưng mà đấy, bên em thì bao giờ bán giá nó cũng mềm.
Thế nên là bác nào mà quan tâm đến cái dòng xe Merc đời cao hạng sang thì cứ điện thoại cho em Vũ Duy Ô Tô. Bên em chuyên bán những cái dòng xe này ạ. Vâng, xe rất là đẹp và bao cam kết cho bác là không có đâm đụng tai nạn ngập nước nhá. Xe thì đảm bảo cho các bác pháp lý hồ sơ chuẩn chỉ luôn. Biển thì biển 4 số thì các bác biết rồi, lâu lắm rồi nó mới ra tên chủ mới luôn. Đấy. Và với cái tầm tiền như này, úi giời, con này mẹc nhưng mà gầm thấp nhưng mà lại gầm rất cao. Gầm thoáng luôn này, gần 20 phân. Gầm thoáng luôn đấy các bác nhá. Ai chà, đánh võng lùi cái. Ngồi con này cảm giác cũng sướng thật, máy êm. Máy êm mà dòng này nó rất tiết kiệm nhiên liệu luôn các bác ạ. Ăn xăng như ngửi luôn. Đấy, động cơ V6 ăn xăng cũng vừa vừa chứ không phải là bảo là như Morning E10. Đấy, nó còn cảnh báo em là đang mở cửa đóng cửa chưa hết đây nè. Ai chà. Xong, đóng cửa chưa hết. Em lùi cái này là các bác biết sao? Em sẽ cho các bác cùng với em Uzi Auto hạ kính hết rồi. Để kính hạ bình thường nhá. Đấy. Ta sẽ cùng tăng tốc con xe này ở đoạn cuối để xem là đề ba leo dốc của nó như thế nào. Đấy, úi giời, lùi lùi ra đằng sau một chút. Ai chà, đằng sau còn có cả đèn cảnh báo điểm chạm này. Trần trước các thứ của xe thì ngon này, đèn đóm đầy đủ các bác nhá. Gương chiếu hậu chống chói có hết, không thiếu cái gì. Đấy, gương chiếu hậu chống chói này. Bây giờ thì xem nào, lùi thêm tí nữa nữa. Cam lùi đây rồi, mình rất là yên tâm luôn cho các bác. À, cửa đằng sau mở, cái cửa bên kia kìa, nó báo luôn. Ê, hàng ngon nó phải thế các bác. Rồi, em sẽ tiến lên. Nào, tiến nào, đạp ga rồi. Ui giời, cái loại được, ui giời. Ê ơi các bác ơi, nó nhấc cả đầu con xe này lên. Dã man, đúng là hệ dẫn động cầu 6 ga khỏe vãi linh hồn. Và với cái tầm tiền các bác bỏ ra chiếc xe này chỉ có 148 triệu đồng thôi. À, thì đây là một mẫu xe đẳng cấp và giá tiền thì mềm dẻo vừa phải. Đấy. Thế nhưng mà ai quan tâm đến mẫu xe này thì hãy alo ngay cho Vũ Duy Auto. Đấy, cái này là tút tút là khi mà mình không đeo dây an toàn ấy, thì hãy alo cho em nhá. Kìa các bác nhìn nè, cái nhà đối diện nè. Đấy các bác nhìn nhá, nó bóng nè, ánh sáng nó pha đến tận đấy à. Đấy, đấy, em kéo úi rồi, ối các bác thấy chưa? Đèn pha nó sáng cực kỳ luôn. Vâng, cảm ơn các bác nhé. Xin chào tạm biệt các bác và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Xin chào. Vũ Duy Auto, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin.